Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang đến hôm nay, khi mà khối không khí lạnh đã về tới, đẩy lùi hoạt động của vùng áp thấp nóng, thì thời tiết ở các tỉnh miền Bắc chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, nền nhiệt giảm mạnh khoảng từ 4 đến 7 độ, chấm dứt những ngày nắng nóng. Về trưa và chiều, mưa dông cũng gia tăng hơn trên khu vực. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung, tình trạng nắng nóng cũng đã dịu hẳn. Thêm vào đó là sự phát triển nhanh và mạnh của mây đối lưu về thời điểm trưa chiều đã gây mưa rào và dông cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, Quế Phong, Nghệ An còn xảy ra mưa lốc lớn kèm mưa đá. Trên vùng cao nguyên, hôm nay nắng giảm hơn về cường độ và mưa xảy ra nhiều về chiều, phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch của du khách khi tới đây. Với Nam Bộ, mưa tập trung chủ yếu về chiều tại miền Tây, trong khi đó ở miền Đông, mưa xảy ra nhiều vào thời điểm sau 19 giờ. Tại La Ngà của Đồng Nai, tổng lượng mưa ghi nhận được là 75,7mm, Trơn Thành Bình Phước 93,7mm, núi Sập An Giang 96mm, Tân Hiệp Kiên Giang là 74,2mm. Mức nhiệt cao nhất ngày giảm khoảng từ 1 cho đến 2 độ, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ vài nơi ở ven biển miền Tây. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị theo dõi. Khu vực ở phía Tây Bắc Bộ, khối không khí lạnh dự báo còn tiếp tục bổ sung xuống khiến cho mưa dông gia tăng trên khu vực này trong 24 giờ tới. Những cơn mưa dông vào mùa này luôn kèm theo nguy cơ xảy ra mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy, nên quý vị và các bạn cần lưu ý. Tại Điện Biên, Lào Cai hay là Hòa Bình vào cuối tuần, thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, ngày giảm mây nắng gián đoạn. Về chiều và tối có mưa dông, nền nhiệt dao động trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, khả năng từ chiều tối mai mùng 6 tháng 5, mưa dông sẽ gần như diễn ra trên diện rộng. Do vậy mà người dân và du khách cần chú ý khi thời tiết có mưa dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy và mưa đá có thể xảy ra. Ban ngày mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn. Ở các điểm du lịch như là Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Hải Phòng hay là tại Ninh Bình, nền nhiệt cao nhất sẽ không vượt quá ngưỡng 33 độ. Khu vực Trung Bộ phía Bắc đèo Hải Vân, trong 24 giờ tới, tiết trời dễ chịu hơn khi mà nắng nóng được dự báo sẽ kết thúc tại đây. Không những vậy, mưa dông cũng có sự gia tăng vào chiều mai ở các tỉnh phía Bắc đèo ngang. Cụ thể, ở Thanh Hóa hay là Hà Tĩnh, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông. Còn tại Đông Hà, Quảng Trị, chủ yếu có mưa rào nhẹ, nền nhiệt trong ngày các nơi rơi vào khoảng 25 cho đến 34 độ. Khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân, thời tiết nơi đây khá ổn định, trời phổ biến ít mưa. Không những vậy, cường độ nắng cũng giảm hơn với mức nhiệt hầu hết các nơi đều không vượt quá ngưỡng 35 độ. Do đó, các bãi biển thuộc khu vực này sẽ là những điểm du lịch lý tưởng cuối tuần. Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Phú Yên và Phan Rang, Ninh Thuận, nền nhiệt trong 24 giờ tới sẽ trong khoảng từ 26 đến 34 độ. Nhắc đến Bình Thuận, ngoài bãi biển Mũi Né nổi tiếng thì khá nhiều du khách cũng từng nghe đến cái tên Cổ Thạch. Nơi đây ấn tượng bởi vẻ lung linh của những bãi đá nhiều màu sắc, được hình thành tự nhiên do tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau. Nếu có ý định đến đây vào dịp cuối tuần này thì quý vị có thể yên tâm vì thời tiết được dự báo sẽ chỉ có mưa ở vài nơi và ngày trời nắng nên vẫn ủng hộ cho du khách tham quan. Đến với khu vực Tây Nguyên, thời tiết những ngày cuối tuần sẽ duy trì trạng thái sáng nắng chiều mưa, nên lưu ý những cơn mưa vào đầu tháng 5 khá nguy hiểm bởi kèm theo đó là các nguy cơ về sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra. Vì vậy, tốt nhất là du khách nên kết thúc các chuyến dã ngoại trước thời điểm mưa dông xuất hiện là 15 giờ để bảo đảm an toàn. Tại Kon Tum và Buôn Ma Thuột, nền nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 32 độ, còn Đà Lạt chỉ có nền nhiệt trong ngày trong khoảng từ 17 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ, 24 giờ tới, thời tiết nơi đây cũng sẽ dịu đi, nắng nóng kết thúc, cùng với đó là những cơn mưa xảy ra ở diện rộng vào chiều mai. Nằm trong xu thế chung của khu vực, nên thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cà Mau hay là tại Long Xuyên, An Giang đều có mưa trong chiều thứ Bảy. Vì vậy, người dân và du khách cũng cần chú ý đề phòng dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Nền nhiệt ngày đêm sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Trên các vùng biển của nước ta, sóng gió hoạt động ở mức trung bình yếu. Về tình hình thời tiết thì dự báo khu vực Cát Bà và tại Phú Quốc sẽ có mưa dông. Trong khi đó, ở Lý Sơn hay là Phú Quý vẫn ít mưa, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho du lịch. Nền nhiệt sẽ rơi vào khoảng 27 cho đến 34 độ. Bản tin thời tiết du lịch ngày 5 tháng 5 của Đài Truyền hình số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.